Ơi, nó ỉa không này. Ỉa to thế. Sợ nhỉ. Chào 500 anh em nhé. Tiếp tục ca số 2 giữa người mẫu đại gia và chân dài. Thế thôi chị. Mình nhà nó các chị phải cẩn thận. Không không sướng thì làm sao các chị giả tiền mình được. Nhìn nhầm. Đàn ông bây giờ ai hút thuốc anh? Hút thuốc là yếu sinh lý. Đàn ông bây giờ là phải tịch nhiều. Nếu hút thuốc nhiều là yếu sinh lý á. Không thể yếu được mà hút nhiều là mới khỏe. Kéo dài, vừa dài vừa dai vừa to. Anh không cần cong. Cái đội mà dùng kiếm kéo lê thì vất thì đó. Anh dùng dao găm thôi nhưng không, mà anh đừng có phép đang mắt trực tiếp đấy. Anh chỉ dùng dao găm thôi chứ anh có khó thì là quánh phát là chết rồi. Thôi rồi, đang mắt trực tiếp anh chém tay lái không mà anh thở có phò thì kiếm là gì. Hay là ngồi
đấy chứng tỏ là được được chống hoạt động ác đúng không? Là sao trực tiếp đây thì cũng phết. Chị em phụ nữ muốn là thôi cú vào vào mình đi học đây thì cứ lên đợt nó chỉ tốt. Kệ chứ, bé nhưng mà cái gì đó khỏe được đấy, được cà phê còn phê nhất người này. Đã bảo rồi, kiếm không bằng dao găm này, kiếm kéo lê chém được khác đấy à, vụt cưa mầm lên ít giật cứ đùng đùng. Húc mày vừa ấy xong ấy, sung vừa thôi chứ. Điền vãi. Còn đi nắp cái 7 tháng rồi. 7 tháng ra phối rồi, Tết là phối rồi. Ôi, được phê, phê nhất người. Hả? Ở bọn chân ngắn nó gì không? Nó không nhảy mấy. Nhà vẫn còn rất nhiều được các màu nhá, anh em có nhu cầu cứ cho cái xe xa lơ thì cứ liên em. Phốc sắc bút đồ chiêu hua. Phốc hiêu. Tuyển cộng tác viên phối chó trên toàn quốc nhá. Anh em à, cứ giới thiệu chó đến với phối là cứ nhận tiền cầm tay luôn. Một con là 100, hai con là 200, ba con là 300. Cứ thế mà cộng tiền. Một con là 100, hai con là 2 thì 400. Hệ số nhân tăng lên như này. Ui, thế chết thế, nhà đực to. Không, thế là một phát là ba con liền đấy. Đấy. Con cái hưởng được thế này cơ mà. Đấy. Nó phải làm xuống cho vừa mới là quân đực. Chứ không phải là đi cùng tháng này con ạ. Đủ 36 tư thế luôn đấy. Đấy, sổ rồi. Cái tê tê quá rồi. Nhưng mà cái con đực này là phối nó không phiêu như con đực ở trong nhà. Có được trong nhà phối phiêu cực. Nó phối mà mắt lúc nào nó phải lim dim như kiểu ngủ luôn ấy. Đấy. Đấy 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 đấy, lói phát con này nó phiêu phiêu theo này. Đấy vừa mua cái chân đỡ để phát trực tiếp cho anh em xem ấy. 3.7, 3.8 em.
Hốp. Con cái rút mình. Em để ý những con nào rút mình như thế nhá. Ít suy kiểu như là nó có cái chiêu gọi là hấp tinh đại pháp. Ra đến đâu gọi là hút hút vào đến đấy luôn. Ôi, chị ra nhanh quá. Yeah.